Come on. Thì Tú coi đoạn đây, còn chưa được. Ví dụ đạt nếu qua là tay hai tay em phải thú. Ví dụ đánh lên, tay em phải thú rồi đó. Chứ không là mình không rửa cái đây là trúng cái đầu mình sao? Rửa đây rồi khi mà ấy qua bắt đây liền, giờ có lại. Rồi, vì đối phương tội phạm chứ. Khi mà mình né mình đương không, mình hụp xuống dài không nè, cái tay mình bỏ không? Cái tay mình phải rửa qua dài. Thấy không? Rửa qua thì có trúng là trúng cái đòn tay. Đòn đấy là chưa được lắm. Xin giới thiệu tất cả là các bạn là trước đây thầy Trần Đình Dương, trưởng môn của Y Võ Khí Công, có giới thiệu bên Tế Võ Đường của Phan Thọ. Thì hôm đó Duy Nhất không có tới, nên hôm nay thì sẵn tiện có cái buổi thị phạm này thì chú đưa Duy Nhất tới đây để biết thêm cái tinh hoa của võ quán mình. Thì sau khi Nhất đã xem những cái động tác thị phạm của bên môn phái của mình thì thấy mình sử dụng dao thiệt, thì cái độ sát thương và độ nguy hiểm nó rất là cao. Cho nên là phải anh em ở trong câu lạc bộ phải tập nhiều lắm mới bản lĩnh được để xử lý tình huống không? Anh em tập rất là cố gắng, em bắt tập đi tập lại rất là nhiều lần mới diễn cái thân pháp mình mới né tránh mới linh hoạt được, mới dám cho mà đánh giao thật. Chứ không là nhiều khi là đỡ có sơ suất gì còn bị sát thương nhiều. Vừa rồi là cái buổi thị phạm, về trong cái quá trình mà hoạt động để bảo vệ an ninh cho khu phố thì mình đã gặp cái trường hợp nào như vậy chưa? Có nhiều trường hợp mà còn nguy hiểm hơn nữa, nhiều đối tượng nó quá khích, nó rất là nguy hiểm. Thì nó dùng mã tấu dài hơn. Cho nên mình tập thì mình phải làm quen với cái sự nguy hiểm. Ban đầu thì em cũng học để khuê trong công việc thôi. Nhưng khi mình tập mình được đến một cái trình độ nào đó mình có thể giúp ích được cho xã hội thì mình tham gia lực lượng, đó là cái niềm hạnh phúc và cái trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi người công dân. Trong thực tiễn chiến đấu, lực lượng an ninh luôn phải đối diện với các đối tượng hung hãn sử dụng vũ khí nóng, hoạt động theo kiểu băng nhóm tội phạm. Vì vậy, bên cạnh việc học tập nâng cao kiến thức nghiệp vụ, thì cũng đòi hỏi mỗi học viên phải thường xuyên rèn luyện, trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức võ thuật chuyên ngành, kết hợp với võ thuật cổ truyền, vì võ thuật cổ truyền hiệu quả, kết hợp với các điều kiện hoàn cảnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Và với mong muốn góp sức vào công cuộc chung ấy, võ sư Phan Thanh Khoa đã mạnh dạn đem những tinh hoa từ võ phái Phan Thọ truyền thụ lại cho lực lượng dân quân tự vệ địa phương. Thành phần mà tập luyện ở trong cái môn phái của mình chắc là đa dạng lắm anh ha? Dạ, đa dạng thường thường là từ tầng lớp học sinh, sinh viên, người ra sinh viên thì đi làm việc rồi, với lại khoảng tầm trung niên 45 đồ trở lên cũng có tập luyện. Với mong muốn hiểu rõ hơn suy nghĩ của những người trẻ về võ phái Phan Thọ, tôi đã xin với võ sư Phan Thanh Khoa cho mình được tiếp cận với các bạn ấy. Cho Nhất hỏi mấy bạn là mình là sinh viên học ở dưới Bình Dương này luôn. Dạ, ở nhiều trường khác nhau anh, tại như có hai bên. Các bạn học trường khác còn sư phạm kỹ thuật. Còn em học ở trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An ở Bình Thắng, Giang, Bình Dương. Em học đại học Đông Lâm ạ. Đại học Đông Lâm, đại học sư phạm kỹ thuật. Không biết là ở đây ai là người tập võ lâu nhất trong bốn bạn? Chắc là em anh ấy. Mình là Tinh Phú đúng không? Dạ, đúng. Để áo là để chữ Phú nè. Có rất là nhiều môn võ. Thì không biết tại sao mà Phú và các bạn ở đây là chọn cho mình là võ cổ truyền cũng như là môn phái Phan Thọ. Em là thích cái gì mà thuộc về cổ truyền, cổ dân tộc. Và em có tìm hiểu rất là nhiều trên YouTube, trên mạng. Và em thấy là cái võ đường Phan Thọ của mình là
rất nổi tiếng nên là em theo học rồi. Em cảm thấy là em thích võ từ nhỏ anh, nên là em muốn được tập võ với một phần là để khỏe và một phần để tự vệ. Vừa có sức khỏe mình vừa được tự vệ bản thân mình luôn. Thì cho hỏi bạn Yến nữa, bạn Yến thì nhìn nhỏ con, hồi nãy thì thấy đánh đòn thì rất là chắc, mạnh. Thì không biết bạn Yến đã tập được bao lâu rồi ha? Dạ, em tập khoảng được 4 tháng rồi. Trong 4 tháng đó thì mình cảm thấy cái sức khỏe của mình nó có thay đổi hay không? Hay là cũng như là cảm nhận như thế nào khi mà mình tập võ? Mỗi buổi tập về thì em cảm thấy rất sảng khoái và tinh thần rất thoải mái sau những buổi học căng thẳng ở trường. Chỉ là võ thuật ở đây là mang lại cho bạn Yến là mình có thể giảm stress trong cái việc học hành. Không biết là bạn Thi đã tập võ được bao nhiêu lâu rồi ha? Dạ, em tập được 2 tháng. 2 tháng ha? Trong 2 tháng thôi, nhưng mà không biết là cái sự cảm nhận của Thi về những cái đòn thế cũng như là những cái mà thầy hướng dẫn cho Thi như thế nào? Em biết được những cái đòn để mình tự vệ. Cảm giác được tự tin hơn khi mình đi những cái nơi chẳng hạn như là đường tối, đường vắng rồi. Có thể thấy rõ những chiêu thức đòn thế có rất nhiều phương cách miếng đánh, thế đánh độc đáo. Nhưng rõ nét hơn hết, có lẽ phải đề cập đến các bộ pháp bộ đội, tức là dùng ngựa cực nhạy và sử dụng cả vai lẫn đầu để nhanh chóng áp sát đối vào vùng hạ bộ của đối phương. Bộ hốt có nghĩa là dùng thế đánh lừa đối phương và dùng ngựa cực nhanh, chính xác tiếp cận hốt đối phương quăng ra xa. Bộ liệng thì chủ yếu dùng bộ ngựa phối hợp với bộ tay gài ngựa và đánh đối phương té nhào xuống đất. Đây là một đòn thế cực kỳ nguy hiểm, có tính quyết định nhằm nhanh chóng triệt hạ hay quật ngã đối phương cao, to, khỏe hơn mình gấp nhiều lần trong nháy mắt. Ngoài những bài đối luyện mang tính chất thực chiến cao thì võ phái Phan Thọ còn nổi danh với những bài binh khí. Theo những sự chia sẻ từ võ sư Phan Thanh Khoa, để đánh được binh khí hội tụ đủ cương, đủ nhu thì đòi hỏi người võ sinh phải tập luyện qua nhiều giai đoạn. Trong đó, roi côn pháp là bài quyền khởi đầu cho các võ sinh. Bài này chủ yếu dùng bốn phách: bát, bắc, triệt, chặn, tức là thiên về phòng thủ nhiều hơn tấn công. Ngoài ra, một trong những điều làm nên đặc trưng của võ phái Phan Thọ đó là những bài quyền tay không. Cụ thể, trong bài Thần Đồng, võ sinh đã vận dụng 3 chiêu thức quyền, đó là quyền, chỏ và cương đao. Thần Đồng là bài quyền thuộc dòng quyền An Vinh. Bài này chủ yếu đánh ở tầm thấp và yêu cầu bộ ngựa phải túc bắt ly địa. Bộ ngựa di chuyển một cách vững chắc, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng chôn chặt đôi chân hoặc di chuyển không thở mặt đất, mà luôn có sự biến đổi, tiếp cận, thích nghi và khi cần thiết mới dồn trọng lực ở đôi chân. Nên khi đứng thì như hòn đá tảng. Ngược lại, lúc di chuyển thì lại linh hoạt, nhanh nhẹn, biến hóa khôn lường và hoạt động ở mọi địa hình, mọi tư thế một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, cơ động như chiếc lá bay. Sau khi được tạo điều kiện để mãn nhãn những bài quyền, bài đối luyện đẹp mắt, võ sư Phan Thanh Khoa đã dẫn hai chúng tôi về điểm tập chính của võ đường. Điểm tập này nằm ở khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khi hai chúng tôi đến với võ đường thì cũng đã 7 giờ tối. Lúc này cũng đã đến giờ võ sư Phan Thanh Khoa lên lớp. Nhìn những môn sinh hăng say tập luyện, tôi càng cảm thấy yêu võ cổ truyền hơn bao giờ hết. 8 giờ 30 tối, lớp học kết thúc. Tranh thủ lúc này, hai chúng tôi có cuộc nói chuyện nhiều hơn với võ sư Phan Thanh Khoa về võ phái Phan Thọ. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ thập bát ban binh khí trứ danh của đất võ Bình Định. Vào năm 1975,
1994 thì võ đường Phan Thọ rất vinh dự được Sở Thể dục Thể thao tỉnh Bình Định công nhận là võ đường duy nhất lưu giữ lại được 18 bộ binh khí của võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định của thời Hoàng đế Vua Quang Trung. Đây là binh khí mỏ gãy, là cây nạng vít rôm. Thứ hai là cây này là cây xà mâu. Cây này là bừa cào. Cây này là cây siêu, gọi là đại đao. Đây là roi, binh khí roi. Đây là binh khí giáng. Giáng là dùng cho những vị tướng mà để chỉ huy hồi xưa. Còn cái này là cái ba chia, binh khí ba chia. Còn cái này? Cái này là cái chùy. Đây là sông chùy. Dạ. Thấy cái chùy này với cái này thì nó hai cái chùy nó giống nhau mà như một cái ngắn cái dài. Dài, cái dài. Đây là trường chùy. Dạ, đây là sông chùy. Là ngắn. Dạ. Đây là trường chùy. Bên kia khí này là cây xà mâu cũng giống như cây này. Cây giống cây gậy. Cây này là có từ thời Hoàng đế Quang Trung nhưng mà dùng cho mấy người già hồi trước là lấy bằng cái gốc cây đực. Đây là xích. Xích là có nguồn gốc từ cái dây gèo xách nước. Dây gèo xách nước của những người nông dân. Đây là cái bán nghiệt kích. Đây là cái trường chì. Trường chì là cái vô. Gọi cái vô, cái mình định gọi là vô đập đất. Đây là binh khí thương thì duy nhất là biết rồi. Đây là binh khí kích, là đầu sắp binh khí đầu sắp hai đầu nhọn. Đây là cây thước của mấy ông thợ xây ngồi bình đầu hồ á. Dạ tại hồ. Dạ tại hồ. Đây là cây cung. Đây là cái khiên. Cái khiên là dùng để đỡ. Đây là cái sâm phủ. Đây là mình sử dụng hai tay. Đây là sâm phủ cầm. Đó là 18 món binh khí của cái võ cổ truyền Tây Sơn. Sinh thời võ sư Phan Thọ là người số ít trong làng võ cổ truyền Bình Định, tinh thông thập bát ban và nhị thập tứ chi, tức 24 môn binh khí. Bốn lý võ thuật ông là sự kết hợp của nhiều môn phái thuộc ba làng võ nổi tiếng An Thái, An Vinh, Thuận Truyền trong làng võ Bình Định xưa. Thì nhớ lại cách đây không lâu thì võ sư Trần Đình Dương đã dạy cho duy nhất mấy thế, không biết nhất còn nhớ không? Dạ cũng còn nhớ. Thì thị phạm lại cho mọi đường dạ, coi. Dạ, dạ. Lúc mà qua môn phái y võ khí công của thầy Trần Đình Dương, thấy cái món binh khí này rất là lạ. Thì gọi là mỏ gãy không anh? Mỏ gãy. Thì thầy Trần Đình Dương cũng có hướng dẫn cho em một số động tác. Chắc để nhớ lại thử động tác thử chú coi lại thử con còn có nhường nhịn không. Có gì anh Khoa cũng coi thử. Thật may mắn tôi đã không quên những động tác trong bài quyền mà võ sư Trần Đình Dương đã chỉ dạy. Kết thúc bài, võ sư Kho đã kể cho tôi nghe câu chuyện liên quan đến vật dụng này.